Sony Xperia 1 Mark II, một con máy mình sẽ không bao giờ lựa chọn mình mua, bởi vì nó chả có gì nổi bật cả. Thiết kế thì chẳng giống ai, màn hình thì không được 120Hz, thậm chí là 90Hz không được, camera thì quá là khó dùng. Nhưng mà đó là suy nghĩ của mình trong vòng 3 năm về trước với mức giá là 30 triệu. Còn bây giờ, khi mà nó tụt xuống còn tầm 6 triệu ấy, thì nhìn đi nhìn lại thấy con này nó cũng được, nó cũng ok. Vậy thì nó được ở đâu, nó ok ở đâu, chi tiết của em nó như thế nào thì cùng mình đánh giá nhanh em nó sau video này. Và mình là Tuấn Anh, chào mừng em đến với Clickbait Channel. Về phần thiết kế của em này thì nó đang được thiết kế theo hình dáng là Omnibalance. Và cái thiết kế này thì đã được Sony ra mắt lần đầu tiên với các dòng điện thoại Sony Xperia. Thiết kế Omnibalance là thuật ngữ do Sony đặt ra để mô tả những sản phẩm điện thoại thông minh có thiết kế cân bằng từ mọi góc nhìn, giúp cho người dùng dù đang cầm nắm nó như thế nào đi nữa, từ bất kỳ góc độ nào của điện thoại, không nhất thiết là phải cầm đúng theo chiều dọc của thiết bị đều hoàn toàn có cảm giác thoải mái nhất. Nhưng mà đấy nó chỉ là quảng cáo thôi, để mà cầm thoải mái thì không hoàn toàn đúng. Ok là mình thích cái góc độ bề ngang của nó, cầm rất là gọn, nhưng mà nếu mà theo như mình thấy thì cái chiều dài của nó này hơi dài, dùng một tay rất là khó. Tay con trai to như vậy mà cảm giác là nhiều lúc thao tác ở bên phần bên trên màn hình có phải dùng hai tay. Nhưng mà đó là đối với mình thôi. Một vài người bạn mình ấy thì mình cũng có đưa máy này cho các bạn xem, thì theo như mình thấy thì mọi người vẫn rất khen cái thiết kế này của Sony. Nó rất là đẹp và không bị đụng hàng như là các sản phẩm của Samsung hay là iPhone. Loa con này thì được trang bị loa kép, nhưng mà nó không phải ở phần khung dưới hay là khung viền trên, mà nó ở trên màn hình luôn. Và cái mình không thích ở đây, khi mà trang bị loa ở đây thì anh em có thể thấy này, là máy mình nó bị bám bụi ở cả loa trên và loa dưới, trông nó khá là bẩn. Nhìn cái này thì nó hơi khó vệ sinh, nên là anh em làm mà mua em máy này về phải chú ý vệ sinh thường xuyên, không mà nhìn nó bụi bẩn thì trông kinh á. Như là cái phần mặt lưng ở đây thì nó đang được trang bị một cái mặt lưng bằng kính, và máy của mình ở đây thì đang là một cái máy mình mua lại sang tay thôi. Thì với cái mặt lưng kính này, qua một thời gian sử dụng thì nó đã có một cái hiện tượng chóc sơn ở phần bên trên của camera ở đây, trông nó không được đẹp cho lắm. Màn hình em này thì có một cái tỷ lệ là 21:9, thì đây là một cái tỷ lệ vàng khi mà anh em xem phim ảnh. Cùng với cái màn hình 4K nữa thì thật sự để mà giải trí xem phim trên con Sony này nó quá là tuyệt vời luôn. Kể cả khi mà so sánh với dòng iPhone 14 Pro Max hay là S23 Ultra mới nhất cũng gọi là 19:10. Hình ảnh cho ra chất lượng hoàn toàn tương đương, thậm chí là mật độ điểm ảnh của nó còn cao hơn với 643 PPI. Nhưng mà nó chỉ là màn OLED thôi. Và một cái nữa là độ sáng màn hình của em máy nó không cao. Khi mà dùng trong nhà thì độ sáng được coi là vừa phải, dùng thoải mái. Nhưng mà ra ngoài trời với cái màn hình như này thì nó có hơi tối, hơi khó dùng. Và màn hình em này nó chỉ là 60Hz, không phải là 90Hz. Nhưng mà được nhà Sony khẳng định rằng là 60Hz của họ ấy, thậm chí là còn ngang bằng với các dòng 90Hz thông thường. Về tổng thể thì đây vẫn là chiếc điện thoại full màn đẹp nhất trong tầm giá 6 triệu. Hay là kể cả khi mà anh em so sánh với các dòng máy 10 triệu mới ra mắt đi nữa thì nó cũng không thể nào sánh bằng với cái màn hình này. Dù gì thì đây cũng là một chiếc điện thoại flagship một thời với các thông số khủng nhất. Nhưng mà đó là với các thông số khác thôi. Về camera thì nó là một câu chuyện buồn. Khi mà nó chỉ sở hữu 3 camera 12 megapixel, các thông số thì hoàn toàn cơ bản. Và cái hay nhất của camera này nó đến từ ứng dụng của Sony. Các app của nó như là Photo Pro hay là Cinema Pro. Phải nói là mấy cái tùy chỉnh của Sony này nó rất là hay. Các bạn hoàn toàn có thể chỉnh ISO, màn chập, lấy nét hay là chẳng hạn là biết khu nào cháy sáng hay là thừa sáng, thì hoàn toàn có thể hiệu chỉnh một bức ảnh trông ưng ý hơn. Nhưng mà đó là với những ai mà hiểu màn chập là gì hay là ISO là gì để mà tùy chỉnh được thì mới có thể cho ra được một bức ảnh được coi là đẹp. Như mình thì mình phải mò đúng một tuần thì mới có thể hiểu hết và chụp được một bức ảnh được gọi là tạm chấp nhận. Mà khi mà thử chuyển sang chế độ mặc định thì mình cũng có thử nghiệm các góc chụp, nó cho ra những bức ảnh mình không ưng ý cho lắm. Như là các hình ảnh mình có chụp ở đây ấy, thì về tổng thể màu sắc nếu mà các bạn nhìn qua trông nó rất là hài hòa đẹp mắt. Nhưng mà khi mà các bạn zoom kỹ lên, như kiểu mình chụp thằng em ở đây này, thì các phần lọn tóc của nó hay là phần mặt của nó chi tiết nó không được rõ, trông nó rất là khó chịu. Và mình cũng đã thử nghiệm cái chế độ chụp ảnh selfie thì hình ảnh trông có vẻ là hơi bị chỉnh sửa quá đà, khi mà màu sắc nhìn trông ra nó hơi bị bẩn. Chụp ngoài trời thì về các nọn cây hay là màu sắc của cây thì trông nó không được tươi tắn cho lắm. Cho nên nếu mà anh em mua con máy để về chụp ảnh ấy thì mình khuyên là không lên, bởi vì là nó cho ra những cái bức ảnh được coi là gọi là tạm chấp nhận được thôi, nó không được chi tiết cho lắm. Nhưng mà nếu mà anh em là chuyên nghiệp ấy, biết sử dụng cái camera Pro hay là Photo Pro ấy, thì cũng có thể là cân nhắc mua em máy này. Bởi vì là nếu mà anh em biết hiệu chỉnh thì nó sẽ cho anh em ra những cái bức ảnh được coi là chi tiết hơn. Lấy led nó sẽ sắc sảo hơn là cái chế độ mặc định của con Sony Xperia 1 Mark 2 này. Hiệu năng của em này thì nó đang sở hữu một con chip là Snapdragon 865. Thì đây là một con chip cực khỏe trong vòng 3 năm về trước. Thậm chí là mình còn đánh giá cao con chip này hơn là con chip Snapdragon 8 Gen 1. Bởi một vài lý do như là nó không bị nóng máy nhanh và hiệu năng của nó vẫn ổn định. Điểm số AnTuTu mình đo được ấy, thì nó rơi vào khoảng 650.000 điểm với mức nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 36 độ.
Riêng về hiệu năng con chip này thì nó vẫn đủ để mà chiến game, nên là với tựa game Genshin mình có để cấu hình là medium, nó không có tình trạng giật lag. Nhưng mà nó vẫn có một chút tình trạng drop FPS xuống khoảng tầm 58-59. Nhưng mà về tổng thể trải nghiệm chơi game trên chiếc Sony này thì mình thấy vẫn rất là ok. Các tựa game khác thì sau khi mình chơi trong vòng 2 tiếng thì máy cũng không bị nóng nhanh, chỉ cho mình một cái nhiệt độ ấm ấm. Và cái hay nhất ở đây thì cũng là tính năng cho thấy là Sony sản xuất con này không phải dành cho dân chuyên chụp ảnh, mà chính xác hơn là để chơi game. Khi mà nó có một cái tính năng để hỗ trợ chơi game như là ưu tiên hiệu suất này, hay là ưu tiên thời lượng pin khi mà pin máy đang yếu. Và cái hay nhất ở đây đó chính là cái điều khiển nguồn HS. Đó là khi mà anh em chơi game cắm sạc, máy sẽ không sử dụng điện trong pin mà sử dụng nguồn điện trực tiếp từ sạc. Cái việc này thì nó sẽ tránh cháy pin hay là nó sẽ không bị nóng máy. Đấy là một tính năng cực hay cho anh em nào mua máy này để chơi game. Pin của em này sẽ được trang bị một viên pin là 4000, công nghệ sạc nhanh 20W. Và mình có test thử ấy, khi mà mình sạc khoảng tầm 30 phút thì nó sẽ được khoảng tầm 46%. Thời lượng sử dụng 100% nó sẽ rơi vào khoảng tầm 8 tiếng sử dụng. Với cái thời lượng như thế này thì anh em hoàn toàn có thể sử dụng nguyên một ngày mà không cần phải mang sạc đi theo mình. Tổng kết lại, với con Sony 1 Mark 2 này, khi mà ra mắt với tầm giá 30 triệu thì mọi người kêu là Sony đang bị ảo giá, con này nó không hề đáng mua. Nhưng mà đến bây giờ với tầm giá 6 triệu ấy, thì đây lại là một lựa chọn tốt nhất trong tầm giá theo như mình biết. Với cái tầm giá như vậy thì anh em sẽ có một con máy thiết kế đẹp, màn hình 4K và một cái hiệu năng ổn định ít nhất trong vòng từ 3 đến 4 năm tới. Vậy thì có anh em nào sử dụng con máy này hay không? Cho mình biết trải nghiệm của anh em ở bên dưới nhá. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Tạm biệt anh em.